Xin chào tất cả bà con cô bác ha, các em, anh em và các chị nha. Trường cũng đã lâu lắm rồi, cũng gần 3 tháng Trường mới lên clip này. Vì lý do là Trường chuyển về cái địa chỉ mới á, cho nên là mọi người muốn liên hệ với Trường cứ theo Zalo của Trường trên số điện thoại trên màn hình ha. Zalo để chúng ta liên hệ gửi hàng về địa chỉ mới ha. Hôm nay Trường có ít hàng Trường lên để review lên cho các bác, các anh em và các bạn xem cái nào vừa ý thì chúng ta chốt cái đó ha. Rồi bây giờ Trương cũng không nói nhiều nữa, Trương xin chúc mọi người luôn khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Rồi bây giờ có những cái máy mà Trương, nhưng mà cái máy vít 171 ha, này vít 171 ha các bác, 18V TD171 Makita Bắc Kinh gia băng ha, hàng bãi ha, Trương bán hàng bãi ha. Đó, giờ Trương test cho các bác xem nó có chỉnh lực đồ này nọ ha, chỉnh lực đầy đủ. Đây là cái vít số 1 ha, cái máy này là máy Makita mã số 1, cái máy này là 2 triệu ha. Thân máy nha các bác, đây thân máy ha, thân máy 2 triệu, màu màu hồng, màu đỏ mận ha. Máy này rất là đẹp nha, màu đỏ mận, máy rất đẹp, máy không chỗ than ha. Rồi cái số 1, cái số 2 là Trương có cây bu lông. Cây bu lông này là cây bu lông 285 ha, TVW 285D, cũng mắc kinh gia băng hàng bãi luôn ha. Bãi cây này rất là đẹp nha các bác, này rất là đẹp luôn. Cho là các bác xem lại nha, cây này là cây 285 nha các bác. Đó, chiều tóc là đầy đủ ha, cây 285 rất là mạnh nha các bác. Cái số 2, này 2350 nha các bác, 2350 thân máy ha, này thân máy. Tiếp là cây số 3, cây này là cây 170 nha các bác. Cây này là TD170. TD170 hàng bãi luôn nha các bác. À, cái này cũng 18 ha. 8V. À, các bác thấy chưa? 18V ha. TD170. Chiều rồi đầy đủ, full chức năng ha, máy full chức năng nha các bác. Đây 170 máy full chức năng màu đen huyền bí ha. Đó, nó như vậy, máy rất là ok nha các bác nha. Trường bán, Trường có bảo hành cho các bác hết ha, Trường bảo hành cho các bác hết, các bác cứ yên tâm ha. Số 3, này số 3 là 1.700k nha các bác, 1.700 ha, 1.700k. Rồi cây số 4 là một cây bê tông nha các bác, cây bê tông, bê tông 244 ha, đây này, bê tông 244, máy đẹp nha các bác nha, máy rất là đẹp luôn, tay cầm đầy đủ ha, máy rất là ok ha. Đấy, cái Trương đa số là hàng chất chất không nha các bác, Trương không có bán hàng cũ, hàng quá cũ Trương không bán, hàng nói chung là tương đối khá cho lên ha. Nghe thường nha các bác, cái này vô đây là búa, đó đây là búa ha. Đó, búa ha, có 3 chức năng ha các bác ha, có 3 chức năng. Đây nữa, đục nè, đó, đục cái này nó sẽ không quay nha các bác nha.
đục nó sẽ không quay, ta về búa thì nó sẽ quay, và thường thì nó sẽ quay ha, thường nó sẽ quay đó. Như vậy nha các bác. Đó, này là thân máy ha. Thân máy bê tông 244. Cái này là cái số 4 ha. Cái này là 3150 nha các bác. Cái này là 3.150.000. 3.150.000. Là cái thân máy ha, thân máy bê tông. Tiếp đây là cái dây 171 nữa nha các bác. Đây chân có 3-4 cây 171. À, 171 TD 171, cây này là lên vỏ mới luôn nha các bác ha. Vỏ mới tinh luôn ha, mà giống trong cái ruột rất là mới nha. À, hàng cái ruột có rất là mới chứ cũng lên vỏ ha. Rất là ok nha các bác nha. Đó. Đây mới luôn ha. Rất là ok. Hàng zin nha các bác, vỏ zin hãng ha, vỏ hãng tem hãng, tất cả đều của hãng ha, chỉnh lực rồi đầy đủ ở đây ha, đèn đuốc đầy đủ ha, cái nào cũng vậy nha các bác, cái nào Trương cũng đầy đủ hết rồi. Các bác muốn xem lại thì Trương sẽ cho các bác xem trên Zalo ha. Rất là ok ha. Này thân máy 2.1 ha. Thế số 5. Hai chiều 100k ha. Thân máy 2.1 ha. Rồi. Tiếp tục. Đây có chân có cây số 6 là cây khoan nha các bác. Cây khoan đầu kẹp ha. Đây đầu kẹp 13 ly ha, đầu sắt ha. Cây này cây rút lõi nha các bác nha. Cây này 481 ha. DF 481 rút lõi ha. Cây này rút lõi rất là ghê ha. Cây này rất là mạnh. Đó, cây này rút lõi rất là mạnh nha các bác. Rút lõi rất là mạnh, ba chức năng, hai chức năng ha. Đó, khoan và bắt quýt ha. Khoan và bắt quýt đây nè, đây là khoan nè. Đó, rồi bắt quýt chúng ta chuyển qua này ha. Bắt quýt nó sẽ kêu như vậy ha. Đó, bắt quýt. Bắt quýt nó sẽ kêu như thế này nha các bác. Cái hàng bắt quýt nó sẽ kêu khi mình cầm lại nó kêu là cái trượt đó ha. Đó, nó có cấp trượt ha. Đó là như vậy nha các bác, đèn đuốc đầy đủ ha. Đó. Nó như vậy nha các bác nha. Chưa đã test hết rồi ha. Cái này hàng này rất là ok ha. Cái số 6 nha các bác. Này 21 năm luôn nha các bác ha. Này 21 năm. Đó, 21 50 ha. Thân máy ha. Tiếp tục đây có một cây khoan Hitachi ha. Cây này là khoan Hitachi. Đó. Khoan Hitachi là tem ra đây nha các bác. Hikoki ha, Hitachi Hikoki. 18V ha, máy 18V của Hitachi. Cây này ba chức năng ha các bác ha, ba chức năng. Đây là búa. Chức năng búa. Rồi chức năng khoan thường. Búa nè các bác. Đó là búa ha. Còn chức năng này là chức năng khoan thường. Còn chức năng này là chức năng dít. Dít đây.
đi chích nha các bác. Còn đây là chạy ra. Rất là ok nha các bác. Thân máy ba chức năng này, 1.450.000 nha các bác. 1.450.000 thân máy ba chức năng ha. Máy rất đẹp nha các bác nha. Máy còn rất là mới ha. Thường quay từ từ cho các bác xem, rất là mới, rất là đẹp ha. Ba chức năng có cái búa đây nè. Đó. Không than ha. 18V không than. Máy số 7. Rồi, 1.450.000 ha các bác ha. Số 7. 1.450.000. Tiếp theo là chúng có cây số 8 ha. Cây này là cây Makita Vít ha. Chuyên vít của Makita 171 ha các bác ha. 171 Makita chuyên vít ha. Đó. Cây này cũng màu đỏ mận luôn nha các bác. Đỏ mận hàng bãi nha. Hàng bãi hết ha. Về các bác xài thường xuyên ha, chương bảo hành cho các bác 3 tháng. Bác xài thường xuyên, xài vô tư luôn nha. Bác tải thoải mái luôn, bắn tôm bắn đồ vô tư luôn ha. Rồi. Chương bảo hành cho các bác 3 tháng để các bác sử dụng ha. Có gì trục chặt thì cứ báo chương. À, chương sẽ xử lý cho các bác hết ha. À, các bác yên tâm ha. Rất là nhiều, chương bán rất là nhiều nha các bác. Hàng nay hàng bãi không còn. Hàng này hàng đa số là hàng đấu giá thôi nha các bác. Rồi, thân máy 1.9 nha các bác. Cây thì cây số 8. Tám 1.9 nha các bác. Đó, số 8 1.9. Cũng vít là Makita luôn ha. Cũng màu đỏ mận hàng bãi luôn. Chỉnh lực đầy đủ nha các bác nha. Không thiếu cái gì nha. Rồi, cây này cây số 10. Cây này cây khoan ba chức năng của Makita, này là 484 nha các bác nha. Đây 484 Makita ba chức năng. Có búa đầu luôn ha. Ở trên đây là búa đầu luôn. Đây. Đó, búa ha. Rồi con thường. Đây là vít. Đó, vít ha các bác ha. À, Makita rất ok ha. 484. Mã của nó là 484 nha các bác. Rồi cái này thân máy ba chức năng 22 năm ha. 9. hai mươi hai năm 2.250 ha, thân máy ha, 2.250. À, này rất ngon ha, cái đầu sắt nha các bác nha, đầu 13 ly. Rồi đây là cây số 10. Cây này cây số 10, cây này cây 141 nha các bác nha. Cây 4 chức năng nè. Cây này 4 chức năng ha. Cây này màu đen huyền bí nè ha. Makita 4 chức năng 141. 18V. Không than ha các bác ha. Thân máy. Cái này à, mình phải chuyển qua vít búa. Búa nha các bác. Ok ha. Còn cái này chuyển qua là nó gồm có 4 chức năng. Chuyển qua đây là thân búa ha, thân búa nè. Đó, này khoan thường nè. Con này vít ngắt lực ha.
đó, ngắt lực nha các bác, đó ngắt lực ha, và đèn đuốc của chúng ta chỉnh ở dưới đây ha, đó đèn đuốc là mở ở đây đầy đủ ha. Rồi đây chưng lên 10 cây cho các bác ha, các bác chọn lựa cái nào được thì các bác alo ha, chưa còn nữa nhưng mà chưng lên 10 cây thôi, còn ít thôi nhưng mà chưng lên 10 cây cho các bác chọn lựa. Rồi cái này chiều 6 ha, 1.6 triệu thận máy ha các bác ha, 4 chức năng. Rồi chừng có tổng cộng 10 cái thân máy chân lên để cho các bác theo dõi kịp, với lại theo dõi nhanh, nhiều quá thì các bác theo dõi cũng lâu và cũng rất là khó lừa ha. Rồi chân xin cảm ơn và chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào kỳ tới ha, chúc các bác luôn khỏe và thành công trong cuộc sống ha, chào tạm biệt.